Vâng, dừng lại xuống nghệ, mình chào quý bà con nha Chào mừng bà con đến với video mới nhất của mình ngày hôm nay Đây review cho các bác xem đàn heo nhà mình để mổ một buổi Tết đây Hôm hai khoảng 29 Tết đây Năm ngoái này, 28 năm nay tầm 29 này Một buổi thôi là hết đàn này luôn, 5 con à, Heo nạc sát luôn, ok Là thịt thơm, là mỡ ít chứ không phải không có mỡ nha heo như thế này nhưng mà mỡ nó vẫn gọi là hơi hơi ở vai của nó mới ở dưới háng cái bụng của nó cái mỡ gọi là mỡ chài thì nó cũng vẫn phải có đấy là cái mỡ mà không thể hiếu trong con heo rồi chứ còn nạc như thế này là không thể nạc hơn được nữa đâu nha các bác đó thế còn có nhiều anh chị em hỏi mình cái câu là làm sao để mà giảm gọi là giảm cân cho heo á cho nó nhanh để mà mổ được cái xuân này Đấy thì còn chưa đến một tháng nữa là đến tết rồi thì nói thật theo đúng cái thời gian như nhà mình thường giảm cân cho heo thì không nó nó không đủ đâu không đủ thời gian đâu gọi là một cái quy trình để cho một con heo đang tròn xe xe trở thành một cái con heo siêu nạc như thế này thì nó mất phải cỡ tầm 2 tháng rồi thế nhưng mà uh, nói chung là giảm được giảm được đến đâu hay đến đấy ha thì như này bây giờ các bác về các bác ngưng hết các cái chất bột lại không cho nó ăn động đến chất bột đấy mà mình lấy cái cây cái ví dụ như là cái cỏ voi hoặc cây mía đấy ở trong cái, cái, cái gọi là cỏ voi và cây mía nó có rất nhiều cái đường gluco và chất bột ăn vào nó cũng được chuyển hóa thành gluco Đó để cho cơ thể nó sử dụng thôi thì mình cho nó ăn luôn thẳng như thế này nó con heo nó không bị sốc mình cứ ngưng tầm 5 ngày không cho cho nó ăn tinh bột xong lại cho nó ăn lại một ngày như bình thường ha đấy cứ 5 ngày ngưng lại cho ăn một ngày tinh bột đó thì cứ làm như thế tầm một tháng là con heo nhìn nó giảm rõ rệt luôn rồi và sau những cái ngày mình ngưng hay là không ngưng tinh bột đi chăng nữa thì mình cứ cho nó ăn chủ yếu là cái cỏ voi cỏ voi nó là cái gọi là uh, nó làm thức ăn gọi là thay cho uh, cái đồ ăn hàng ngày của con heo đó đó cứ con nào mập là cho ăn nhiều cỏ voi vào là để nó lấy năng lượng nó không bị suy heo nó nhiều gluco mà trong thân cây cỏ voi cực kỳ nhiều cái đường gluco thì con heo nó của nó khỏe nó vẫn sung nó vẫn phá phách nó vẫn hoạt động nó vẫn hoạt bát nó không có phải là cho nó nhịn cái tinh bột nó là 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 đờ đâu đấy um, thì nó hoạt bát thì nó chạy nhảy nó vận động mà sau khi nó không được ăn tinh bột vào thì là nó phải lấy cái lượng mỡ trong cơ thể của nó ra để nó bù lại cái lượng uh, gọi là cái chất bột nó không được ăn đấy thì, thì, chỉ tầm một tháng rưỡi cho đến hai tháng là sẽ là y như heo nhà mình bây giờ nó thế nhưng mà khoảng gần một tháng từ giờ cho tới tết thì gần một tháng thì nói chung là nó cũng gọi là được rồi cái heo như thế cũng không mỡ quá chứ bây giờ mà heo đang tròn xe xe mà mổ con heo ra mỡ nó dày đến năm bảy phân ấy thì ăn gì nổi đó thì nội dung video mình cũng xin dừng ở đây nhé xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái video sau anh chị em nào xem video thế hay thì cho mình xin một like một chia sẻ một đăng ký để ủng hộ kênh nhé xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn